bạn cho em này. Trời ơi, em chào các chị nha. Hôm nay bà ba về đẹp quá mấy chị ơi. Trời ơi, mỗi bà ba này em đảm bảo với mấy chị là một mình shop em có thôi, không có ai có bán luôn mấy chị. Đó mấy chị thấy không, em bán cái gì cũng gọi là độc quyền hết đó mấy chị yêu ha. Nè, trời ơi đẹp chưa. Tay này là tay gan mà mấy chị biết gan mà gan thiêu luôn á. Dạ em chào chị Trần Thông. Gan mà gan thiêu luôn á các chị đẹp. Hôm nay là cái Facebook của em nó được bật tính năng là cho huy hiệu fan cứng rồi đó mấy chị yêu nha. Mai mốt với chị nào mà fan cứng bên nhà em là em sẽ có quà tặng cho mấy chị. Riêng về mấy chị fan cứng giống như chị Trần Thông là fan cứng nè. Mẫu em đang mặc là 2 bộ 250 miễn ship, là 125.000 một bộ mấy chị thấy không. Ren nè mấy chị thấy rất là đẹp, chưa ai bán hết, có mình shop em thôi. Ren này là thiêu trực tiếp lên vải luôn nha các chị yêu nha. 10 màu đẹp lắm mấy bà ơi, phải nói rất là xuất sắc luôn nè. Trời ơi, đi đâu tìm được ren này 80.000 một mét đó mấy chị. Ren này nè 2 bộ 250 nha. Rồi em chào chị Trinh Lê. Trời ơi, 2 bộ 250 đủ size từ 1 cho đến 6 luôn ha. Ren rất là dễ chịu mà ren này là bên em thiêu hoa lên đó mấy chị. Rất là đẹp. Dạ em chào chị bé ba nè. Màu này các chị ghi giùm em là màu hồng da, size từ 45 đến 75 kg. 2 bộ 250. Bắt em muốn đèn anh. Tính ra là một bộ có 125.000 thôi. Nếu mà bình thường thì em bán bộ 120. Mà tại vì do cái ren này nó quá đẹp đi các chị yêu. Ren quá đẹp đi các chị. Xuất sắc không các chị? Theo cho mấy chị ghiền chơi ha. Bên em có 10 màu nè, em đang mặc là màu đỏ. Đỏ này là đỏ tươi giúp em nha các chị nha. Đỏ tươi 1 đến 6 nè, đợi em chút xíu nha. Em chút nha mấy chị, quá trời đẹp luôn. 60 kg mà cao 1,5 m, mặc số 4 giùm em đi chị Hồng Thiêu ơi. 2 bộ là em miễn ship cho các chị liền. 2 bộ vải này là thun lai dông chị yêu. Trời ơi đẹp dữ lắm mấy chị yên tâm, một mình duy nhất một mình shop em á có màu đen chị. Màu đen là cái nào em cũng có màu đen hết trơn. Cục vàng chị Hồng Thiêu ơi, hồi xưa chị mặc bà ba xây mấy giờ mặc xây như vậy giúp em nha. Từ từ em mới lên nè, từ từ em thử màu cho mấy chị nè. Quần là quần ống 25 giúp em nha. Quần ống 25 đó, quá trời đẹp luôn nè mấy chị thấy không. Ren này không có shop nào bán cho mấy chị đâu, nhưng mà nếu họ có bán cho mấy chị cũng giá cũng rất là cao. Nếu mà họ bán cho các chị tệ lắm, một bộ đồ này cũng 150.000, tại vì ren này nó rất là mắc mấy chị thấy không. Nè mấy chị thấy không, nó thiêu luôn, nó thiêu lên mà mặc rất là thoải mái nha. Màu em đang mặc là màu đỏ nha, màu đỏ tươi nha mấy chị. Để em cho mấy chị coi hết màu nè. Đây màu đen đây. Trời ơi má ơi, trời ơi trời. Khủng khiếp luôn mấy chị. Trời ơi trời 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 trời, trời màu đen. Rồi em vô màu lên cho mấy chị xem nha. Mấy chị nào mau lẹ mua bán mau lẹ thì chốt giúp em. Còn chị nào mà kỹ chút xíu thì đợi em mặc vô. Bây giờ em cho mấy chị coi màu trước. Nguyên set là 125.000 một set. 2 set 250 miễn ship. Quần ống 25 giúp em. Màu đen nè, trời Phật đất đai ơi trời. Màu đen em thấy em muốn ngã ngang rồi mấy chị. Màu đen nè. Đen số 3 em chốt cho chị Hồng Thiêu ạ. Rồi ok ạ. Trời ơi màu này màu hồng cà nè. Màu hồng cà giống như nó ngang ngửa, giống như tím cà vậy đó chị. Đỏ tươi số 2 em chốt chị bé ba nè. Hồng cà giùm em. Em cho mấy chị coi sơ sơ trước ha. Chút xíu em gái sẽ thử đủ màu cho các chị luôn. Size từ 45 đến 70, 75 kg.
hồng cà giùm em 125.000 một bộ. Ha, dơ lên cho mấy chị coi màu chút xíu, em gái thử hết luôn. Hai bộ 250. Màu này màu cacao giùm em, ống 25 giải hỏng đẹp hoàng đầu quay đầu bơm thấy bà nội em ha. Trời ơi màu cacao nè. Nè những cái hoa này là thiêu lên nha mấy chị. Cacao 1 đến 6. Đẹp quá trời luôn, 125.000 bộ gen nè mấy chị thấy không? Trời ơi trời, màu ghiêu nó đẹp. Trời ơi màu ghiêu nè mấy chị, nguyên bộ giải đẹp lắm. Ghiêu giùm em nha. Chút xíu đây em cho coi màu đi, chút xíu em thử từ từ cho mấy chị coi sao nha. Màu này màu lam giúp em nè. Trời ơi má ơi trời. Màu xanh lam. Chỉ có 125.000 mấy chị nghe không lầm đâu, mấy chị mua hai bộ 250 em gái miễn ship. Xanh lam 1 đến 6, 45 75 kg. Em dơ hết màu rồi em cho mấy chị em mặc vô cho mấy chị coi. Màu màu xanh bơ. Trời đất ơi má ơi. Xanh bơ. Tay gan nè, gan thiêu luôn. Mấy cái này mà đụng mấy cái shop khác á, mấy cái shop hot girl ta bán chắc 180 bộ á. Xanh bơ nè. Chút xíu muốn màu nào em gái thử lại màu đó cho mấy chị coi. Đưa em màu da luôn đi anh. Dạ có đen, chút xíu em thử đen lại cho chị. Màu này màu đỏ đô giùm em, đỏ đô, đỏ mận gì cũng được ha. Xíu thử lại hết cho các chị. Màu da anh. Nè nè nè. Rồi 10 màu chút xíu nè, muốn màu nào em gái thử màu đó. Muốn màu nào bình luận gái thử cho mấy chị coi. Màu em đang mặc là đỏ tươi nha. Màu da nè. Trời ơi nó sang một cái luôn trời. Vải rất là ok, không xù lông, không ra màu, màu da giùm em. Rồi muốn màu nào. Quần là quần ống 25 nha các chị nha. Màu đen chị, không có ống nhỏ chị Hạnh Lê ơi. Kim Nguyễn màu đen số 2, để lại số điện thoại giúp em gái. Nè đỏ nè. Đẹp chưa? Quần nè mấy chị. Quần lưng thun rồi, có một túi, không shop nào bán rẻ bằng shop em bảo đảm mấy bà tìm hết cái Facebook này đi. Em nói thiệt mấy bà luôn. Không bao giờ em nói bậy bạ mấy chị. Rồi em thử màu đen cho các chị coi màu đỏ nè. Đỏ này là đỏ tươi nha. Tại vì bên em có hai màu đỏ. Có màu đỏ mận nữa các chị đẹp. Cái này em đang bán là nguyên set cục vàng ơi. Đang bán là nguyên set nha chị, không có bán áo lẻ nha. 3D, 4D chắc chút xíu em bán được quá chị. Đâu mất tiêu rồi. Trời ơi màu đen nhanh cái tay lẹ cái chân chốt giùm em gái. Màu đen này size từ 45 đến 75kg. 75kg cao mét 57, 58 trở lên, eo 94, 95 đổ lại. Trời ơi màu đen. Trời ơi chắc em chết với cái màu đen này luôn quá trời. Rồi xong rồi tiêu rồi. Màu đen quá trời đẹp luôn chị Lệ Phạm ơi. Hai bộ 250 các cục vàng. Cho kiểm tra hàng trước khi nhận giùm em gái. Một bộ là 125.000. Các chị mua hai bộ là 250. Em gái miễn phí ship cho các chị. Các chị được kiểm tra hàng trước khi nhận. Giải xấu, hàng giao không đúng, các chị được hoàn hàng trở về, không tốn một đồng bạc nào giúp em nha. Một bộ 125.000, hai bộ 250, các chị không nghe lầm. Đó, quần là ống 25. Mấy chị ghen này em nói thiệt với mấy chị nha. Không có shop nào bán, chỉ có mình ơn em thôi. Ghen này 80.000 một mét, em dám mua vậy em cắt cho mấy chị đẹp chưa. Rồi chị Kim Nguyễn để lại số điện thoại bên em chốt đơn cho chị. Ren này là những cái hoa này nè là thiêu lên nha mấy chị yêu nha, chứ không phải mai lên đâu mấy chị đừng sợ. Dạ em chào chị Ánh Loan nha, nhớ giùm em mò hai bộ 250. Chị Trinh Nguyên ơi, cho em chiều cao và cân nặng đi cục vàng Trinh Nguyên nha. Cho em chiều cao và cân nặng nha chị Trinh Nguyên nha. Khắc mới cho em chiều cao cân nặng em tư vấn xây cho mấy bà mặc cực đẹp luôn. 75kg cũng vừa nè. Đây xây ba em chốt chị Ánh Loan nè. Xanh ngọc phải chị, em có xanh bơ với xanh lam. Màu đỏ, màu hồng da, tất cả số 4 chốt chị Thu Hồng nè. Đỏ em có hai đỏ đó chị Thu Hồng. Một là đỏ tươi, hai là đỏ mận nha. Đen xây 2 chốt chị Phan Thị Bé Ba. Thôi tình cáo mà. Rồi ok, đen nè. À chị Kim Phượng nè, đen số 3 cho chị Kim Phượng nè. Các chị khách mới á, cho em cân nặng với chiều cao em tư vấn xây cho mình nha. Còn khách cũ thì đó giờ mặc xây nào mặc y vậy giúp em. Hai bộ em gái miễn ship chơi lớn luôn thấy không. Hàng này mà đụng shop khác nó bán mấy bạn 170 bộ đó. Em gái nói thiệt tại vì gan này rất là mắc. Mấy chị không tin mấy chị nhận hàng về, mấy chị đem cái bộ đồ ra chợ, mấy chị hỏi mấy chỗ mà mình sao bán giải bán gan. Hỏi có phải
con gái miễn ship nha. Rồi ok chị Loan. Rồi cao à, chị Trinh Nguyên lấy số 2 anh ơi. Trinh Nguyên á. Trinh Nguyên nè. Cho chị màu đen và màu riêng số 3. Ok chị Trang Nguyễn. Trang Nguyễn hồi nãy lấy đen chưa? Rồi Trang bị Trang Nguyễn là đen với riêng số 3. Ok nè. Ok chị Hồng Thiêu. Rồi ok chị bé ba. Ok chị Kim Phượng. Màu đen xe ban chốt chị bông bông phan phan nè. Đó. Trời ơi các bạn chia sẻ đi. Phan Tuấn đi. Hiện là Phan Tuấn mới có là tặng mỗi người bộ đồ ba hết. Phan Tuấn 11 em chơi cùng chơi điên em tặng hết luôn nha các bạn. Màu đen giùm em nè. Co giãn nha. Không xù lông, không ra màu, mặt rất là ok. Màu đen giúp em xây từ 45 đến 75 kg. Hai bộ 200 gửi. Ok chị Trang em cảm ơn chị đẹp. Rồi màu đen rồi bây giờ tới màu da nè. Trời ơi trời. Chia sẻ giùm em đi mấy chị. Trời ơi màu này màu da giúp em gái. Gan này gan xịn lắm. Gan mà còn thiêu lên gan là mấy chị thấy cái độ chơi của em sao rồi. Đen với tím mà em không có tím nha chị. Lâu này em không có tím. Có đen cho chị Cúc Kim mà. À tím hoa cà hả? Rồi ok. Màu da nè. Trời ơi khủng khiếp. Màu da 45 đến 75kg. Hoa cà mã này nè. Hồng cà nè. Số 3 đó. Tím hoa cà. Rồi màu da giúp em 45 đến 75kg. Hai bộ 250. Được miễn phí ship luôn. Dạ quần này là em đang mặc là quần ống rộng chị. Nào ống ôm là em la làng lên hả chị đẹp. Rồi em là chuyên ống rộng mà. Trời cái tay nè. Mặc lên mấy chị thấy nó sang không? Nói chung là mặc tay lỡ như vậy á, đeo vàng, đeo nữ trang rồi nó lộ ra hết mấy chị khỏi săn đó. Rồi chị nào lấy da con mặt da giùm em. 45 đến 75kg. Màu da này nó sang cũng khiếp sang luôn trời. Đẹp quá. Em thử được 3 màu nha, đỏ, đen, da rồi nha. Rồi, thử tiếp cho các chị màu riêu nè. Cho mấy bà xỉu với cái màu riêu này luôn. Bộ 125.000, thun co giãn 4 chiều, thoải mái. Riêu. Trời ơi, riêu đẹp quá thiệt trời. Xay từ 45 đến 75kg. Trời ơi, riêu đẹp quá. Trời ơi, trời riêu nè. Trời ơi, mấy chị, mấy cô ơi. Chịu gì nổi trời. Nè. Riêu nè. Cái gì vậy? Ai nói cái gì vậy? Ai bình luận cái gì vậy? Vô bình luận đi chị, chứ đừng nhắn tin nha. Màu nào em cũng còn đó chị Anh Minh. Hàng em mới về chị đẹp. Trời ơi, màu riêu giùm em. Có 125.000 bộ à. Hai bộ 250 em gái miễn ship cho các chị. Mé 65, 64kg. Bà mặc xay ba em bao bà đẹp luôn bà Ngân Trần ơi. Rồi chị nào lấy giùm em là màu riêu nè. Ren này là thiêu nha mấy chị. Thiêu trực tiếp lên cái ren luôn. Nên mấy chị yên tâm. Em bao cho mấy bà giặt mấy giặt ra ren không bị gì hết. Mua hàng bên em là mấy chị cứ yên tâm về cái phần đó nha. Màu riêu. Rồi ok chị Kim Phượng nè. Kim Phượng hồi nãy lấy đen rồi. Bây giờ lấy riêu 3 cho chị Kim Phượng nữa. Rồi em ok chị. Đẹp quá màu riêu á. Màu này lâu lắm rồi em không có bán đó mấy chị. 125 từ 45 đến 75kg giúp em. Riêu. Nói chung là hôm nay em về nhiều đồ lắm. Có gì giả quấy thôi mấy chị. Riêu nè. Rồi ca cao giùm em nè. 125.000 bộ. Một riêu một đen số 3 cho chị Thu Hương Nguyên. Dạ 67kg cho em chiều cao đi chị Út Lê. Thường thường 67kg nếu thấp trung bình á thì mặc số 4 hoặc số 5 mấy chị. Tùy vào chiều cao nữa. Màu này là màu ca cao giúp em nha. Ồ ca cao này lên sang hết à. Dạ có bơ à. Hai bộ 64kg màu da. Cô Giang Hợi ơi cô lấy size mấy cầm anh lại giùm con cái size đi cô nha. Dạ có bơ. Hai bộ màu da số 4 cho Ngân Trần. Trời ơi màu ca cao nè. Có bơ nha chị bơ nè. Xíu em mặc bơ liền. Này chị đẹp. Đã im chưa có 125.000. Trời ơi bây giờ mấy chị đi mai bà ba nguyên bộ. Bây giờ chắc cả 200.000 bộ tiền công đó mấy chị. Xin số điện thoại của mình chị Ngân Trần. Út Lê à Út Lê 67kg cao mét 65 là mặt số 4 đẹp và chị Út Lê ơi. Chị Ngân Trần cho em số điện thoại nha. Dạ em chào chị.
Quỳnh Kim Hằng. Dạ em chào chị Xuân Xuân, chào chị Vân An nha. Em không có tiếng than nha chị. Bảo là em không có tiếng than nha. Màu đen số 4 nè, em chốt chị Anh Minh nha chị. Không có tiếng than, có tiếng hoa cà. Bơ ba cho chị Ánh Loan em chốt ạ. Trời ơi, màu này màu cacao quần nè. Quần ống 25. Em là 45kg, 46kg, em cao 1m5 đó mấy chị. Em đang mặc trong người là size số 1 nha. Gan này rất là thoải mái luôn, đẹp lắm. Dạ em chào chị Hồng Phạm. Màu cacao giùm em 1-6 nha. Đâu có màu vàng chị. Trời ơi ông nội ơi, cái này lên gọi màu vàng chắc là bé chết của em ôm luôn. Xanh bơ giùm em nè. Màu này màu xanh bơ giùm em nha. Xanh bơ 1-6 nha các chị. Rồi đỏ đô. Đỏ đô số 4 em chốt chị Anh Minh. Bơ nè. Đúng rồi. Trời ơi màu bơ mê quá các chị. Trời ơi nè. Đẹp chưa? Sao nó bị ẩn bình luận, em không bắt được bình luận ở trong cái máy này, anh có thấy gì không? Thường thường chị Hồng Phạm mình mặc size mấy chị Hồng Phạm ơi? Thường thường Hồng Phạm mặc size mấy? Bộ da bộ riêu số 3 cho cô Giang Hợi. Giá dạ, một bộ là 125.000, hai bộ là 250, em gái miễn ship cho mấy chị. Màu này là màu bơ giúp em gái nha. Màu vàng đó là hàng đá chị Thúy. Vàng đó là vàng nghệ hàng đá 130 bộ cho chị. Cái này là hàng đá 130 bộ. Chị rồi. Em có ống rộng không hả chị? Chị Hồng Phạm là mặc số 4. Mình chọn màu chưa chị? Mình chọn màu được chưa chị Hồng Phạm ơi? Xanh này xanh bơ giúp em. Xanh bơ, chị nào lấy bơ cho mình bơ giùm em nào, 1-6. Cái này là màu hồng cà nha. Chị nào lấy comment hồng cà giùm em. Em là ống quần 25, em bán xưa giờ để chị dâu tay. Không có ống nhỏ. Yeah. Chút xíu từ từ em mặc liền hồng cà nè. Rồi hồng cà đẹp quá, đưa đưa em cái màu à. Cái màu đó số 1. Màu đó đó. Ừ. Màu này là màu hồng cà giùm em nè. Một ca cao, một riêu số 4 em chốt cho chị Nguyễn Thị Hiệp. Rồi, màu này là màu hồng cà. Trời ơi trời, có 125.000 mấy chị khỏi đi may. Đẹp chưa? Nè. Ren này là ren xỉn chứ không phải ren lưới đâu mấy chị. Rồi, màu vàng nghệ số 3 cho chị Thúy Võ bên này. Rồi, chị Sang Đi Lê ơi, chị muốn gì cho em cái màu và chiều cao cân nặng em chốt đơn nha chị. Màu này là màu hồng cà, 45-75kg, hàng em có size từ 1-6. Hồng cà giúp em. Hồng cà size 3 cho chị Phan Phan. Hồng cà size 5 em chốt cho chị Phi Yến để đại số thoại giúp em nha. Phi Yến số 5. Để lại số điện thoại giúp em. Đây đỏ đô liền nè. Đỏ đô giùm em 1-6. Đỏ đô 1-6 giùm em. Ồ đỏ đô đẹp quá thôi. Chị Trần Lệ Thủy ơi, mình mặc size mấy vậy chế? Bữa hôm chế mặc size mấy bình luận lại giùm em nha. Trời ơi, đỏ đô đẹp quá vậy ta. Đỏ đô nè. Bơ ba cho chị Lệ Thủy. Rồi ok ạ. À. Đô. Trời ơi, màu đô. Màu đô đẹp quá trời.
rồi cô đốc mấy chị. Trời ơi, 125.000 hai bộ em miễn ship, không ai bán rẻ bằng em nói thật sự với mấy bà luôn á. Rồi. Dạ 85 kg em không có nha chị yêu, đỏ đơn số 2 cho chị Su Su. Hai bộ em miễn ship nha. Kê kê. Nè cây dưới. Rồi hồng cà. Hồng cà số 4 cho chị Huệ Nguyễn. Đỏ đô đẹp quá. Ai à, chị Lệ Thủy số 2 anh ơi, chốt lại cho chị Lệ Thủy số 2 Trần Lệ Thủy á. Đỏ đô số 2 em chốt chị Võ Hường. Ok, đỏ đô 2 em chốt chị Võ Hường nè. Đỏ đô 4 chốt chị Huệ Nguyễn nè. Nè, đỏ đô 4 chốt Huệ Nguyễn nè. Đỏ đô 4 chốt Phi Yến, để lại số thoại giùm em đi Phi Yến ơi. Đó rồi. Bộ nữa. Chị Phương Lê ơi, cho, à, ở chị Sandy Lê cho em chiều cao và cân nặng nha. Dạ sĩ inbox giùm em đi chị. Dạ hai bộ là miễn phí ship đó chị yêu. Có bà ba không ren nha chị. Đỏ đô số 4 cho chị Võ Hường à. Điện từ 11 giờ. Má, có biết là đi làm sao chị? Dạ số 5 là 65 đến 70 kg chị. Mà tại chị cao quá chị mà số 4 là được rồi. Đỏ đô và hồng cà số 2 cho dâu tây. Trời ơi đẹp quá. Có ê đẹp không? Trời trời. Xuất sắc. Đỏ đô và hồng da số 1 em chốt chị Thu Hồng. Không ai bán mẫu này, chưa ai bán. Bán nhưng mà không có ba kiếm được cái tai ren như mình. Tại vì mắc quá họ, họ bán cao lắm. Rồi em cảm ơn chị. Đồ em đang bán đồ có ren chưa xong nữa chị. Chưa thử hết màu luôn chị. Bây giờ qua không ren bán mình ơn chị sao chị yêu. Hai bộ là em miễn ship đó. Cao cao số 5 cho Mạnh Phạm. Bên con không có màu ruốc nha cô ơi. Bên con không có màu ruốc nha cô. Màu đỏ đô rồi, em thử tiếp màu nha. Hai bộ 250 miễn ship nha các chị. Trời ơi, màu này màu hồng da nè, màu này lên nó còn ngọt gấp mấy lần mấy màu kia nữa. Chút ca cao là sao hai bộ luôn. Chút ca cao mà mình đâu có ruốc. Ê bữa nay mẫu túi quần khéo ghê. Màu này là màu hồng da giùm em. Hoặc là các chị comment màu màu hồng dâu cũng được. Trời ơi, màu này cái tai em thích nhất là cái tai luôn mấy chị. Trời ơi, nè, đổ màu đen. Trời ơi nè. Ê sang lên sang liền luôn bộ đồ luôn. Trời lên sang liền bộ đồ. Quần ống 25 giúp em nha. Trời em nói thiệt mấy chị, cái này mà mấy cô khoảng tầm 50 mấy tuổi mặc không đẹp, con tặng mấy cô luôn. Cái mà riêng gì cái màu này. Tại vì cái màu này nó phù hợp với mọi lứa tuổi luôn. Cái màu này rất là nhu, em đang mặc số mấy vậy chứ. Rồi chị nào lấy hồng dâu, comment hồng dâu hoặc là hồng da cũng được. Màu này sang quá nè. Hồng giùm em. Quá sang. Quá sang luôn nè. Ren mà mấy chị thấy ren mà nó còn thiêu lên ren nè. Mẹ em bán chỉ 125.000 thôi. Ren này em mua 80.000 một mét đó mấy chị đẹp. Em nói thật sự một câu luôn. Em nói thiệt với các chị luôn. Bán bộ đồ này em lời chưa được 30.000. Chỉ có 20.000 bộ thôi. Còn tính miễn ship cho mấy chị còn. Em còn phải lấy tiền túi mà ra trả tiền shipper nữa đó nha. Và ba ống túng em bán hết trơn rồi chị đẹp. Rồi bộ đồ em đang mặc chốt chị Thu Hầu rồi. Chị Bích Châu Nguyễn ơi, cho em chiều cao và cân nặng nha chị Bích Châu Nguyễn nha. Chiều cao cân nặng nha chị đẹp. Rồi chọn màu giùm em chị. Chị chọn màu gì? Màu em đang mặc là màu hồng da nè. Đẹp chưa? Cái ghen này nó mắc lắm. Đáng lý hàng này phải bán 150 mới được. Mà em bán mấy chị có 125 rồi. Ghen này mắc lắm. Tại nó thiêu á. Rồi màu này là màu xanh lam giùm em. Đỏ treo trên tường. Đâu? Đâu có nào màu đỏ đâu chị.
Nguyễn Hồng Dâu với Gia số 4 với chị Phượng Nguyễn. Màu này là màu lam giùm em nha. Trời ơi, em thấy chị Nguyễn Thảo My rồi, mấy chị chia sẻ giùm em đem miễn ship nha. Màu này màu lam giùm em nè. 125.000 một bộ, hai bộ em miễn ship. Hồng Dâu và đó đô ba cho Nguyễn Thảo My. Màu lam giùm em. Dạ không có vàng chị đẹp. Vàng em có hàng hàng hỏng ren không à. Nè, một chút xíu em lên quần dạ, lên nguyên bộ dạ quấy cho mấy chị mặc. Nguyên bộ dạ quấy mấy bà thấy cái bà lết luôn thiệt. Dạ quấy đẹp lắm, dạ quấy dài nha. Nè mấy chị thấy không? Màu lam giùm em 1 đến 6. Hồng Dâu số 2 em chốt cho dâu tây. Trời ơi, đưa bộ màu đen em rồi, em thử hết 10 màu rồi đó mấy chị. Dạ có, đem thử màu đen nha mấy chị nè. Em thử hết 10 màu rồi đó. Đủ size từ 45 đến 75 kg. Ví dụ như mấy chị khách mới không biết mình mặc size nào bên em ha. Cho em xin cái chiều cao cộng cân nặng của các chị. Là em lấy size bon luôn. Đó, hoặc là mấy chị kỹ nữa thì mấy chị cho em có vòng eo á, cái vòng nhỏ nhất trên cơ thể của mình nè. Đó. Màu lam số 3 em chốt Nguyễn Thảo My. Tí sĩ hả? Sĩ kết bạn Zalo em đi chị. Hồng Gia số 2 em chốt Thanh Tịnh. Nho Nguyên ơi, sao hàng tới chị không nhận hàng vậy chị? Trời ơi, chị Như Quỳnh, hàng từ từ tới chị. Mới chị mới nhắn em hôm qua rồi bây giờ chị nhắn chị hỏi nữa luôn á trời. Hàng gửi thì từ từ tới chứ chị đẹp. Dịch này nó qua kiểm dịch đồ cũng lâu lắm mấy chị ơi. Màu này màu lam giùm em nè. Rồi em mặc lại màu đen cho chị nào nè. Màu đen giùm em nè, 45 đến 75 kg, màu đen đẹp quá. Màu đen nè. Đó, chị nào hỏi màu đen. 1 đến 6. Số 6 chỉ có 2 bộ màu đen thôi nha. Số 6 là một bộ là chỉ có một màu, chỉ có 2 bộ thôi nè. Hồng Gia. Hồng Gia. Hồng Gia số 3, ta cao số 3. Nè, thôi nè, nè. Ở số 3 thôi. Yeah. Hồng Gia 3. Ca cao 3. Dạ ok, cảm ơn chị Anh Minh. Màu đen giùm em 1 đến 6. Quần ống 25 nha các chị yêu nha. Quần này là quần ống 25 chứ không phải quần ôm hả chị? Đúng quần ôm, người chọn người cái chốt đơn nó ống rộng xả tội nghiệp em. Em mặc em đứng em lạng 80 vòng vậy mà nhiều chị nói, nhiều chị tưởng lầm không à. Rồi chị nào lấy đen cho mình đen nè. Đó bên em có 10 màu. Màu đen, màu đỏ tươi, màu đỏ đô, màu hồng cà, màu da, màu bơ, màu riêu, màu đen, màu cacao. Em đang bán chị ơi. Em đang bán, nghe không? Màu đen nè, chị nào lấy đen, thích đen cho mình đen giùm em. Em cho mấy chị coi lại màu nè, trời ơi. Em cho mấy chị coi lại màu thích cái nào chốt nha. Chốt lại hoặc là kêu em mặc thử cho các chị coi. Màu này màu bơ. Màu bơ giùm em 45 đến 75 kg ha. Em vơ cái áo lên thôi chứ còn cái quần nữa nha các cục vàng. Màu bơ giùm em nè. Rồi màu này màu riêu, nó đậm hơn bơ nha. Màu riêu. Cũng đều xay luôn, hàng mới về cái đợt. Riêu. Rồi màu cacao. Màu cacao giúp em nè. Rồi màu lam. Ủa màu đỏ, màu này là màu đỏ tươi nè. Đỏ này đỏ tươi, đỏ tươi lên đẹp lắm luôn nè. Đỏ tươi nè, trắng. Ừ. Màu này màu da giúp em nè. Màu da nha các chị yêu nha. Màu đỏ đô, trời màu đỏ đô lên đẹp lắm luôn á. Màu đỏ đô giùm em nè. Rồi. Màu này màu hồng dâu giùm em nè.
số 1 em thấy hơi bự là bự đúng không? Hồng dâu giùm em nè. Cái này chỉnh lại số 2 đúng không? Hồng dâu giùm em. Màu lam. Rồi, ok, chị lấy giùm em màu giả quấy đi. Giả quấy giùm em lấy đại bông đi rồi. Màu lam giùm em. Ừ, số 1 nắm ra. Lên giả quấy cho mấy chị nè, giả quấy dài. Đó, mấy chị nào bữa hổm mặc giả quấy rồi ghiền chuẩn bị vô hốt nha. Đẹp lắm. Giả quấy này ghiền lắm mấy chị, giả quấy dài luôn. Trời ơi, bông nào bông nấy thấy mê. Dạ có, kem mặt là 250 nha chị. Rồi, chị nào chốt 33 chốt nha. Em qua giả quấy dài nè. Trời ơi, 120 một bộ. Hai bộ miễn ship. Trời ơi là trời. Khủng khiếp chưa, giả rất là đẹp. Giả quấy dài nha mấy chị yêu nha. Đen số 1 em chốt nhân nguyên. Đen mà ba. Giả quấy dài 120 một bộ, rất là đẹp, bông chân có. Trời ơi trời. Đẹp quá vậy không lẽ để thành bộ mặt trời. Nè. Trời ơi má ơi. Châu ơi. Đẹp quá Châu. Nè. Trời ơi 120.000 một bộ mấy chị, giả quấy dài. Trời ơi trời. Cái hàng này em nói với chị nghe nè, nó rất là tốn giải luôn. Mà em bán mấy chị rất là rẻ. Chị nào lấy mã này comment giùm em là lại gì? Mã lại gì? Nè, tính nó hoa xanh mà đây. Chị nào lấy comment giùm em là xanh lá 120 một bộ. Giả quấy dài. Chất AT loại 1. Quần 2 túi luôn. Chơi luôn. Đẹp quá. Chị nào lấy comment giùm em là xanh lá giùm em bông chân nè. Có những loại không có bông chân nữa. 120 bộ, 2 bộ em miễn ship. Xanh lá giùm em nè. Giả quấy nha, có quần nó rộng thùng thình nha các chị yêu ơi. Mua về nó quần rộng quá tội nghiệp em nha. Chị nào lấy cơ mình giùm em xanh lá này, cơ mình có size 6 không ta? Size từ 1 đến 6 size từ 1 cho đến 6 luôn. Cổ thì cổ lá sen nè mấy chị. Trời ơi đẹp quá. Đẹp quá đẹp quá. Mẫu không có bông chân hả? Bông chân em thấy đẹp hơn đó chị. Nè mẫu không có bông chân nè. Đây hoa này comment giùm em là hoa hồng. Hoa hồng nhiều bông quá cũng sáng luôn. Hoa hồng giùm em nè. Đẹp quá. Hoa tím nè. Hoa tím nè. Nè có quần nè mấy chị. Hoa tím nha. Ê cái hoa nâu này đẹp quá. Để thử cái hoa nâu này vô. Này comment giùm em là xanh lá bông chân. Trời ơi, cái gì vuông dứt 36 chứ cao mét 36. Không có say chị. Nè, comment hoa nâu giùm em. Xanh lá số 3 cho Nguyễn Hồng Hoa. 120 bộ nha chế. Em AT như cái áo bà ba vậy đó. Đẹp lắm. Nâu giùm em. Hoa nâu. Đây, hoa nâu này sang quá ha.
quần như cái quấy vậy đây mấy bà, nhưng mà mặc sang, mình lớn tuổi mặc sang. Rồi ok chị Hồng Hoa, hai bộ em miễn ship, hai bộ là 240. Hoa nâu 1-6, xanh lá bông chưng số 2 cho chị Võ Hường. Hoa nâu nè, bông chưng xanh coban nè, đẹp chưa, xanh coban bông chưng nè, đã không, xanh coban bông chưng nè, nè comment giùm em là nhí tím nè, nhí tím nè, ống nhỏ hết rồi chị. Nhí tím nè, xanh riêu giùm em nè, riêu bộ này nó tốt dại lắm, váy bông xanh, bông xanh này hả chị Nương Trần, xanh này comment giùm em là xanh dương nha chị, xanh dương nha, xanh dương số 5 cho luôn Trần. Lấy cho em cái hoa cam rồi đó, mấy cái mình chưa có đó. Xanh bông to à? Không phải, vậy bỏ bông đó thì phải chốt bông xanh lá. Không, cái này có được. Ừ, phải chốt bông xanh lá. Xanh to là xanh lá đó chị. Nè, bông hồng nè, đẹp không? 120 bộ. Đây bông hồng này có duyên quá Quy. Đẹp ha, vàng nè. Ờ đưa em cái bông vàng nè. 120 bộ chị. Dạ, đủ size chị, có tới size 6 luôn, y như cũ vậy đó chị Quanh. Dạ, trang size 33 nha chị Mai. Hoa đó hoa hồng, hoa này hoa vàng nè. Hoa vàng nè, 120 bộ. Hoa vàng nè, đẹp lắm ha, con chưng đẹp. Trời ơi, quần giả váy luôn mà có 120 à. Tại vì dạ, cái này rất là tốn giải. Mấy chị thấy có ống quần không? Để cái ống quần nó dày nè, không tốn giải sao được. Rồi, em đang mặc là hoa nâu. Hồng có rồi. Cam, cam giống này nè. Dạ, 120 bộ chị. Chị lấy size 5 hay size 6? Lấy size 6 thì cho thoải mái hơn. Tại vì cái này là em phải may cái áo ôm nha. Hàng giả quấy là em may áo ôm nha mấy chị. Cái mẫu có cam cua hả? Chị đưa số này. Hoa vàng số 5 cho Nương Trần. Số 2 không thấy cam. Vàng nào, vàng đang bận hả? Cái này nâu qua mẫu với bạn nè. Đủ màu là 10 bông á chị. Hoa cam có số 3. Em đang mặc là hoa nâu nè. Dạ rồi, lấy số 6 cho chị Quanh đủ bông. Trời, cái hoa hồng này sang. Lớn tuổi rồi mặc giả quấy là sang lắm mấy chị, mấy cô ơi, cô nói thiệt à. 6 đủ mà. 6 đủ màu. Dạ cây mô đì còn chị. Nè. Trời xuất sắc luôn. Cái bò tai nè.
này nè nó co giãn đó mấy chị, bao tay này nó co giãn nè, mấy chị mặc dễ chịu lắm. Hoa hồng số 5 cho chị Nương Trần. Gọi chị không bao giờ bắt máy, chị Tâm Trương nên tụi em không có gửi được nha. Gọi cho chị cả trăm lần vậy, không khi nào mà bắt máy hết trơn. Dạ, xây giả khoái là bằng bà ba đó nha các chị. Dạ, lấy áo lẻ đi, áo lẻ đó em đi. Rồi, ok chị, giả khoái 120 bộ. Rồi, từ 50 tới 65 là tùy chị. Bà gọt vậy sao ông nội em biết được, còn tùy vào chiều cao nữa chị đẹp. Gọi hoài bà không có chút ra, bà không có bắt máy. Rồi mấy cái lính của em không có dám gửi chị ơi. 90.000 áo em đang mặc nha, ba áo miễn ship. Nhiều lần thì nhiều chứ bên em cũng phải gọi để xác minh mấy đồ chị. Trời ơi, em bị mấy cái vụ này hoài em sợ dữ lắm. Có nhiều người em biết là khách quen luôn, em gọi hoài bắt máy cái em gửi. Em gửi tới ta không chịu, người ta nói không chốt đơn, người ta tự ý gửi, người ta không có chịu, khổ vậy đó. Rồi bà ginh chi lễ hết cho cháu ginh cái một hả, ginh số 1 thôi, còn nhiêu lắm mình nhập phiếu mình đi chốt. Trời ơi, bà ginh lắc té trứng mà luôn. Hoa hồng số 3 cho Lam Mai. Hoa hồng giả quấy, giả quấy 122 bộ miễn ship. Áo em đang mặc là màu đỏ tươi, xay từ 1 tới 6. Hồng da số 2 chốt chị Su Su. Hồng da là bà ba. Rồi, sách té trứng dần. Màu đỏ này đỏ tươi giùm em, xay từ 45-75 kg, vải rất là đẹp nha các chị, 90.000 áo. Áo in đẹp lắm. Rồi cho cái màu trắng, màu vàng nữa đi. Đó, trắng nằm ngoài, chịu móc. Nè, em có màu vàng nè các chị. Trời ơi, có quần trắng nữa, quần 60. Vải rất là đẹp nha. Màu trắng nè, khủng khiếp hơn màu trắng nè. Em đang mặc là đỏ. Tiếng quế nè. Đó, đẹp chưa? Xanh lá chuối. Xanh lá mà thêm từ chuối nha mấy triệu nha. Nè. Ở sau là màu vàng đủ xay đó chị, xanh lá chuối nè. Màu này màu hồng đổ nha mấy chị. Giống như màu hồng đào vậy đó. 8 màu. Màu cam. Trời ơi má ơi nó đẹp. 90.000 áo. Ủa nãy có xanh dương ta. Chưa có xanh.
Thanh Dương. Cho em chiều cao và cân nặng đi chị. Chị gì cái tiếng Hoa nè, cái tiếng Trung Quốc đấy thầy luôn. Bàn số 2 chốt Kiều Võ Hường. Bàn 2 chốt Võ Hường. Đỏ và trắng cho em chiều cao và cân nặng đi chị đẹp. Trời ơi vải co giãn mà rất là đẹp. Nói chung là vải này rất là đẹp luôn. Này là thun lụa đó mấy chị. Ai biết? Nguyễn Hồng Vân. Nguyễn Hồng Vân này thấy quen lắm. Làm như là không mua hàng rồi ngồi quỷ hay gì. Cam số 2 cho chị Su Su. Dạ, áo này là 90.000 áo, mua 3 sản phẩm 2 áo 1 quần á là được miễn ship nha. Đen tay ghen số 3 em chốt chị Lam Mai. Đen tay ghen á. Nằm dưới đất rồi. Rồi. À, chị tiến qua mặt số 3 đó chị đẹp. Đỏ và vàng số 3. Hai áo thì ship 30 giúp em nha. Hai áo ship 30. Ba áo hoặc là hai áo một quần thì bên em miễn phí ship cho các chị nha. Dạ em đang mặc là màu cam cục vàng ư? Đang mặc là màu cam. Chắc dục cái dạ, nhỏ quán thằng quan bên quá. Chụp chỗ. Chào lấy mẹ cái quần này chà. Quần trắng hả chà? Quần trắng á. Rồi em đang mặc là màu cam. Ủa cam 2 mình đâu hết cam. Cam hết rồi. Số 2 một áo cam cho Bùi Ngọc Bích. Cam hết rồi, khoảng 3 ngày nữa mới có cam nha mấy chị. Để lấy cho em cái quần trắng không? Số 1 kìa. Màu cam hiện tại là hết rồi đó nha. Rồi màu trắng giùm em. Áo 90.000. Dạ rồi, chị chọn màu gì nữa chị? Chị ơi, chị nãy chị chọn màu đỏ với màu trắng rồi hay gì á, giờ chị chọn màu gì nữa? Nè em lên cái quần trắng cái mấy chị xỉu ngang xỉu dọc chưa? Đó, màu trắng nè. Có điện đăng ký hả? Hả? Có điện đăng ký lời chị để. Trời ơi, màu trắng giúp em quần là 60.000. Quần em có hai màu, màu đen với màu trắng ha. Rồi, màu tím số 3 cho chị. Màu trắng nè. Quá trời đẹp luôn. 90.000 áo co giãn 4 chiều. Cái này là thun lụa nha mấy chị, có độ co giãn mình mặc mấy chồng đầu được. Nhiều chị hỏi nhiều cái thiệt á, không biết đường trả lời luôn. Người ta mặc hàng chồng đầu mà hỏi có co giãn không? Không có giãn chồng đầu, người vô nó rộng như 3-4 tờ vậy đó mấy chị. Rồi, nhiều người đứng like như vậy là chân thật nhất rồi các chị. Mà nhiều người cứ không chịu chốt trên like, cứ kêu nhắn tin gửi hình hoài chứ gì trời. 55kg cao mét rưỡi mặc số 3 giùm em nha. Rồi, chị nào lấy trắng cơ mình trắng. Em nói mấy chị, chỉ có một mình shop em mới có áo in và tuyệt vời như vậy thôi. Những chỗ khác in không có đẹp đâu mấy bà. Lá chuối đi. Trời ơi vàng đi, trời ơi vàng đi các chị. Quá trời đẹp rồi. Một lát em còn một mẫu áo in nữa. Trời ơi, má ơi. Thật là nó xuất sắc quá đi. Màu vàng nè. Cực đẹp không mấy chị? 90.000, bây giờ 90.000 mấy chị đi mua được cái gì? Đó, mấy bà đi mua được một bộ đồ mà chắc nó mỏng te, mỏng tét, giặt được 3 lần là nó giãn. Đó. Vàng 2 cho mẫu đơn, trắng 2 cho Võ Hường. Một lát em còn một mẫu nữa mấy chị đẹp. Vàng đẹp quá. Chị Bùi Ngọc Bích.
1 cho Sala Nguyễn. Đẹp quá. Vàng đi mấy chị. Trời ơi. À chị Linh ha. Rồi em cảm ơn chị. Vàng 1 cho chị Kim Hằng. Chèn ơi chèn. Giải nào mấy chị. Em bán hàng, em bán mà hàng ổng đẹp không rẻ nữa thì mấy chị đừng mua online nữa, tôi thật luôn. Rồi màu vàng giùm em nè. Trời ơi cái màu này là em bán khủng khiếp nhất luôn á. Chị mấy chị biết có lô áo này em về bao nhiêu không? Gần 5.000 áo đó mấy chị. Rồi màu này các chị comment giùm em là xanh nước biển nha. Đẹp quá. 5.000 áo một cái mẫu này mấy chị tin không? Trời ơi, má. Là ba áo ha. Rồi, chuyện lớn dữ vậy trời. Trời ơi, quá trời đẹp luôn, xanh nước biển mấy bà ơi, mấy bà. Xanh nước biển giùm em 90.000 một áo, mài vô nhanh tay thì còn mà lẹ tay, chậm tay thì cũng còn luôn đó. Ừ. Trời ơi, lẽ để cái vàng nó lợi làm gì trời. Rồi Trương Mai. Trời ơi sao bơm hàng vậy trời. Cái chữ bơm hàng chà bá lửa nổi lên đây luôn này chị đẹp. Rồi sao dám bán cho chị. Rồi mần sao dám bán cho chị Trương Mai. Rồi xanh nước biển giùm em 1-5. Ủa 1-6. Rồi không nhận hàng rồi dần sau dám gỡ nữa trời. Xanh lá chuối giùm em. Wow. Xuất sắc. Xanh lá ha, cái tay em xăng lên nha mấy chị. Chứ tay là tay dài. Em là mặt bà ba em khoái xăng vậy đó. Chứ không có để xù lụ xuống. Rồi chị nào lấy. Xanh nước biển số 1 cho chị Kim Hằng. Chúc đơn. Rồi màu này là màu xanh lá giúp em gái. Có màu này là màu hồng đào. Em mặc số 1. Đừng quan tâm em mặc số mấy. Tại vì người em có chú ác à. Em không có mặc cái gì đẹp mà qua ngoài số 1 hết trơn. Rồi xanh lá chuối giùm em. Rồi màu này là màu hồng. Comment là hồng đổ hoặc là hồng đào cũng được nha. Trời ơi màu này nó ngọt ngất luôn mấy chị. Màu này các cô lớn tuổi mặc là thoải mái lắm nè. Cô cái tay này mắc nhĩ mai vậy vậy. Hồng đổ nha. Hồng đổ miền ngoài kêu là hồng đổ, còn miền Nam mình kêu là hồng đào. Đó đây, vậy đi. Rồi. Màu này màu đỏ tươi giúp em. Trời ơi. Đang mặc mai tại nhà. Ừ, ai biết. Màu hồng đổ giùm em. Trời sao mấy chị cứ khoái hàng thiêu. Mấy mẹ ơi thiêu có ngày đó nó đứt chỉ ra. Còn cái này nó in trực tiếp vô giải luôn. Nó sướng hơn không hơn thiêu sao. 90.000 áo nha chị. Đỏ 1 cho chị Quỳnh Kim Hằng. Cứ hỏi thiêu không. Cái này nó in được sướng hơn thiêu đó mấy bà. Nó in lên giải luôn. Thiêu mấy chị giặt nó còn ba cái chỉ thiêu. Cái gì vậy chè. Dạ. Nghỉ bán không có tiền nhà chị ơi. Suy nghĩ quá thôi bán lợi. Dạ em chào chị Thơm. Màu đỏ nè. Đỏ tươi giúp em nha. Rồi một lát em còn mẫu nữa. Mấy bán lợi rồi biết được hỏi nữa. Rồi ừ. Hỏi chí biết rồi. Dẫn hết sức rồi. Rồi em chuẩn bị lên một mẫu nữa. Màu đỏ. Trời ơi cô biết gì tới tâm mình. Cái gì? Cô biết gì? Cô biết hả? Rồi một mẫu nữa nha các chị. Màu này là màu đen.
Màu này màu đen giùm em. Trời ơi trời trời trời, châu 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 giòn cái châu. Ngót cây không châu? Trời ơi. Giá vẫn là 90.000. Cái này thì em chỉ có 6 màu thôi, mẫu này em có 6 màu thôi. Màu đen nè. Dạ không có mập. Màu này là màu tím gụ ạ. Màu tím gụ giùm em. À, màu nho chứ màu nho nha các chị. Màu trắng à. Màu xanh lá. Màu xanh này con nhỏ mẫu quẩy nói xanh ngọc. Bà nội. Dạ đúng rồi. Xanh này xanh lá nè. Xanh ngọc nè, 6 màu nha. In nó đẹp gần chết mà in mình xài nó rất là lâu. Mấy chị cứ hàng thiêu nó thiêu lên rồi. Mấy cái chỉ nó sười lên nó xấu cái áo. Xanh ngọc nè. Tại mấy chị đó chưa mặc hàng này chứ mặc rồi là ghiền à. Trời ơi màu hồng mấy bà ơi, màu hồng tươi gối luôn. Trời ơi màu hồng đẹp quá trời rồi. Chết luôn. Trời màu hồng này im luôn. Màu đen nè. In trực tiếp lên vải ha. Hồng số 2 cho cô ơi, cho chị mẫu đơn. Hồng này nè. Hồng số 1. Mua 2 cái ship 30 bà ơi. Ủa ngồi đang hồi chốt mắc gì đi. Ờ à, đi chứ vậy. Cái kia mình lẫn xay hết rồi. Màu đen em đang mặc nè. Cái bà muốn miễn ship thì em bán 100 ngàn cái. Cộng gia tiền lên. Trời ơi. Hồng nè. Màu hồng này phải nói luôn. Lên thêm cái quần trắng cái nữa té xỉu. Em 45kg có mét rưỡi hay cũng già. Đẹp quá hả? Dạ. Một bộ giả quấy bông chân màu hồng số 5 cho Đinh Hồng. Màu hồng nè. Em 45-46kg vậy đó. Em cao có mét rưỡi hay cục vàng ơi. Lùng lùng mà phụ tùng nó đầy đủ chứ. Đó. Lấy thêm đen số 3. Đen số 3 là chị lấy cái gì? À đen áo hả? Đen áo cho Sala Nguyễn đen 3. Màu đen và màu xanh, chị lấy xanh nào Nguyễn Nhan ơi? Chị lấy xanh lá hay xanh đen? Em có hai màu. Nè. Xanh lá với xanh dương chứ. Xanh lá với xanh nước biển. Màu hồng. Em đang mang đôi dép, ba đôi dép này mấy phần cho? 7 phần. Đi ghê. 7 phần. Màu nho nè mấy chị, mấy cô. Màu này mấy cô lớn tuổi mặc được nè. Hello chị Hằng. Rồi. Xanh dương. Dạ trời ơi minh bạch, bà mặt đẹp lắm, bà yên tâm đi. Cậu ơi 75kg còn có size mà. Cho em chiều cao và cân nặng nha chị Nguyễn Nhan ơi. Ba sản phẩm bên em miễn ship nha. 62kg cao 1m58. Nếu như chế không có bụng á thì chế mặt số 3 là đẹp. Còn như chế có bụng thì chế mặt số 4 ha. Mà em đang mặc là màu nho nè, là mò nhau đó. Đó im chưa. Cho em chiều cao cân nặng với số điện thoại nha chị yêu ơi. Bà bỏ cái ca của bà từ hồi hổm tới giờ mà nhớ không? Về luôn tới nay luôn. Dạ ống nhỏ màu trắng em không có. Không chị. Trời ơi bà nội ơi, bà mua hàng bên em biết bao nhiêu rồi rồi chứ mạnh. Chị mua bên em là chắc là chắc cỡ 5 triệu tiền đồ có rồi đó. Mà bà kỳ kèo chỉ có 30 ngàn tiền ship vậy trời. Mua bên em biết bao nhiêu đồ mà nói bây giờ có 30.000 ship à. Kỳ kèo trời ơi trời. Mà nội. Vậy sao những cái lúc mà em mua em bán giá vốn cho mấy chị á, cái áo có 40-50 ngàn rồi sao mấy chị không kỳ kèo giùm em cái. Mấy chị có lúc đó mấy chị có thương em không?
những lúc mà em bán đồ em bán lỗ luôn á, bán không có lời luôn rồi. Những lúc đó mấy chị xong mấy chị không nói ừ My ơi sao cưng bán giá kia đi, cưng bán giá này chi vậy. Màu nho số 2 chứ Hương Nguyên 5-6kg xanh dương với màu đen cho Nguyễn Nhan. Xanh dương với đen mẫu này. Xanh dương với đen số 2 phải không? Ừ, chưa đưa em cái xanh lá. Rồi màu này là màu nho. Xanh lá. Em đẹp chưa? Lá giùm em 1-6. Áo đen số 2 em chốt cho Thanh Tịnh. Chị Ngọc Lan lấy gì vậy bà? Lấy gì em không, em không hiểu nè. Áo mua nhí gì ta? Ủa mấy cái này đang đen là gì vậy? Gì? Chắc là bà like quá. Đồ cũ là cái gì? Lấy gì mấy chị đẹp không hiểu luôn. Em mới về bà ba tay ghen nè. Hồi đời nào luôn. À áo màu nho có. Đưa em là mấy bộ tay ghen. Tay ghen bà ba. Màu nho đó em có tới số 6 luôn chị, nhiều lắm. Số lượng nhiều lắm, yên tâm. Nguyên bộ bà ba này em mới về. Hai bộ 250 miễn ship. Trắng đỏ đó là màu vàng, màu hồng. Nguyên bộ ống rộng. Màu da. Xay từ 1-6. Gan này gan thiêu nha các chị đẹp. Nguyên bộ ghen trơn giùm em nha. Em lên màu cho mấy chị coi lại, cho mấy chị vô sao mà mấy chị cũng mua á. Mấy chị coi lại nguyên set giùm em, quần ống rộng ha. Em đang mặc là màu da. Ghen này là ghen thiêu. Những cái này là thiêu lên vải rất là đẹp luôn nha mấy chị đẹp ha. Come on.
Văn Nguyên ơi, chị lấy sỉ đúng không chị? Chị lấy sỉ là phải cọc cạc tụi em mới đi hàng được nha. Chứ tụi em, ví dụ như bây giờ đơn hàng của chị là 2 triệu, cộng em 200 ngàn, cạc mình theo. Xong còn bao nhiêu em thu hộ cho chị, tới nơi chị nhận hàng chị trả tiền nha chị. Bên em là sỉ 30 áo trở lên nha chị đẹp. Dạ ok chị Hằng. Hai bộ. Chị Thu Hoa Nguyễn ơi, cho em chiều cao và cân nặng của chị yêu nha. Cái gì, cái chị tiếng Hoa gì vậy? Chị muối gì, cho em số điện thoại vậy chị? Thu Hoa Nguyên, cho em chiều cao và cân nặng em canh xay cho chị nha. Được mà em, hàng giả váy này là chung tuổi mặc được, ok không sao. Không sao, cái này chị nói thiệt. Tại vì những cái bông này á, là nền đen đâu mà. Bông này bông kia mặc giả váy lớn tuổi mặc rất là sang nha. Dạ em chào chị Thảo. Rồi ok chị Thơm. Chỗ chị dịch quá trời hả? Dịch quá là em không gửi được. Chỗ nào mà mấy chị nằm ở trong vùng dịch á, là mấy chị đừng đi đặt hàng online giúp em nha. Shop em cũng vậy mà shop khác cũng vậy luôn. Ok Bích Châu nè. Bích Châu in cái bill, Bích Châu qua chọn, chọn Bích Châu qua cái sọc giùm em đi chị Châu. Màu đen, màu nho, màu xanh lá, số 1 đến số 2, mỗi màu là số 1, số 2 phải không? Lâu quá nhớ người, vậy đó hả? Mẫu hàng. Em cảm ơn chị. Cái mẫu bên này nè. Thôi chị kết bạn Zalo với em đi chị gì nè? Chị Bích Châu. Số điện thoại của em là 0962 100 335. Hoặc chị inbox vào Messenger đi, em trả lời cho chị. Chị inbox vô Messenger cho em đi, em sẽ trả lời chị và báo giá sỉ vô chị. Đồng ý thì mình mua. Để thôi chị chọn đã rồi tụi em báo giá, chị không chịu xả đơn tội nghiệp tụi em. Để đi. Tại chưa có báo giá gì hết trơn rồi sợ rồi lỡ báo giá này. Chị nhắn tin qua Messenger đi, em báo giá sỉ cho chị. Chị chịu thì chị chọn, còn chị không chịu thì thôi. Chứ bây giờ chọn cho đã rồi báo giá sỉ bà không lấy. Hello Linh. Ok. Một bộ dạ váy đỏ. Váy đỏ số 6 đi cho. Ừ. Váy đỏ số 6 với vậy hả chị? Với hoa nâu vàng. Hoa nâu quá. Không phải. Cái hoa nâu hồi nãy em mặc cái sáu hôm nay cái nhà này. Khó rồi hả? Màu cam khoảng tầm 3-4 ngày nữa mới có hàng cho chị mẫu đơn nha. 3-4 ngày nữa nha. 0962 100 335. Có hoa nâu đó, giả váy chị hết trơn rồi nha. Cái gì đó chị gì nè. Tại vì bên em rất là nhiều trường hợp á, khách không có biết giá sỉ là nhiêu hết trơn. Cái bắt đầu là chọn cho đã, cái bắt đầu báo giá sỉ, cái ủa cao vậy hả, cao vậy hả, xả đơn, mắc chữ lộn. Châu lấy cho em cái quần. Ê chị sửa này lại với em kìa. Thôi để em lấy bộ khác đi. Lát nhớ sửa số rồi nha. Bộ khác. Vậy đi chị, chứ mất công gửi tới nhận không được, mất công hoàn về em tốn tiền ship. Đây màu hồng nè. Trời ơi 125 ngàn. Chậm cho em uống nước hả nhờ. Rồi sao, nãy hoa đỏ, hoa nâu lấy bộ hoa đỏ sao? Lấy bộ hoa đỏ rồi.
chị Thiên Nga ơi. Mua này nữa đi chị Thiên Nga, đẹp quá à. Em chào chị Thiên Nga nha. Dạ có, một và ba, một giả quấy có luôn chị. Chơi luôn. Ủa, chị Thiên Nga là mặt số 6 là bao đẹp luôn. Trời, mẫu này về đẹp quá chị Thiên Nga. Tại mấy chị đụng bà xịn nè. Tại mấy chị biết sao không, gan này rất là đẹp. Gan này là thiêu nè. Những cái này là thiêu lên gan hết luôn. Mặt rất là sang. Mặt nhìn bộ đồ rất là có giá trị. Nhưng mà em không bán mắt. Em nói thiệt mấy chị, em bán một bộ đồ này chỉ có 125.000 thôi. Chứ nếu như mà gặp những cái chỗ khác mà họ có lượng khách nhiều, họ bán 150-160 vẫn được. Tại vì gan này nó rất là mắc luôn. Dạ em cảm ơn chị. Em chào chị yêu, lựa mẫu này không? Mẫu này đẹp quá trời luôn nè. Mẫu này em về số 6 em về có 20 bộ hay gì hả? Đẹp không? Ô, hồng số 6 cho chị Thiên Nga, làm giật mình cho. Hồng 6 cho Thiên Nga. Hồng này quá đẹp luôn, em nói thật sự hồng này rất là đẹp. Hồng này rất là đẹp luôn, rất là sang nha. Quần ống 25 giúp em. Nè. Mấy chị thấy quần không? Chiếc này em bắt nó mổ cái túi thật là đẹp cho các chị. Các chị thấy cái túi mổ bên em rất là khéo chưa? Của Thu Hoa Nguyễn này nãy xuống á. Không có cho số. Không có cho xây máy hết trơn, cho số điện thoại của mình. Nè mấy chị thấy không? Hồng da giùm em 1 đến 6 125.000 bộ. Kéo kéo lên chứ thôi đưa vú. Rồi, lộn bộ đồ đưa em đi. Cho cái quần đi. Đằng lắm. Bỏ cái quần bên đi xin. Lấy vậy chạy về nắng mới còn chạy về. Để đi chị em đang về. Cái túi kỳ này mai khéo quá. Màu đỏ đô giùm em 1 đến 6. Rửa móng cũng ra. Toàn là gan là em thiêu lên hết nha. Đỏ đô giùm em. Đỏ đô 1 đến 6 giùm em. 2 bộ 250. 2 bộ 250 giùm em. Quá đẹp. Không công nhận cái màu đỏ này lên nhìn nó phối với cái tai gan lưới màu đen nè. Màu đen mà nó lại thiêu hoa đỏ đỏ lên nữa, nó sang quá. Gan này nó mắc bà cố luôn. Đỏ đô giùm em hoặc là đỏ mận cũng được nha, mấy cục vàng. Em cho cái quần màu diêu đi. Quần màu diêu đi. Wow, chị Thiên Nga chọn đi chị, số 6 em có xịu à, một màu thì em có 2 bộ rồi. Tại chị không ấy hết ủa. Màu đỏ mận giùm em. Đỏ mận, đỏ đô gì cũng được. Cái gì mà đưa vú lên hoài vậy. Ừ. Em inbox cho chị đi rồi chút xíu chị trả lời. Màu view nè chị. Trời ơi đẹp lắm mấy bà. Bó tay hả? Ừ. Nó đưa cái áo lên hoài. Rồi màu riêu. Trời ơi. Trời ơi đẹp. Ha. Đẹp trắng quá. Riêu 6 em chốt chị Thiên Nga. Ok chị Phạm Nhi. Hồng da số 5. Hồng da số 5 cho Phạm Nhi. Xanh lá giả quấy số 6 bộ chị. Ok chị. Kêu 1 đến 6 đẹp quá à. Thiệt vui quá. Quá ghẻ. Hàng này mà gặp văn 150 nữa. Cho cái quần không đi. Cho chui cái quần dung dây.
lột tưởng màu ca cao giùm em. Cái túi quần kỳ này đẹp lắm mấy chị, khéo lắm. Màu ca cao giùm em nè. Trời ơi má ơi à. Cho xem cái tay nè. Thấy cái ghen không? Mấy chị thấy cái ghen không? Ghen này là người là canh á. Ghen này ghen chân á mấy chị. Cái này nó làm thẳng vậy luôn nè. Ca cao giùm em. Da quấy mệt quá. À, em dơ giả máy thì lựa bông cho em hết thử nổi. Màu ca cao 1-6. Cho em miếng nước uống anh. Trời ơi. Ca cao 1-6. Màu ca cao 6 cho Thiên nha. Body là tự em chọn chị, 1 ký em đang giảm còn 350 miễn ship. Nào nguyên một dãy kem nè. Ký mấy chị xài nửa năm luôn, hơn nửa năm. Thấm thơm không bết gít, test đi nếu như bết gít không thơm trả hàng lại em. Nửa ký là 200, 1 ký là 350. Màu đen nè. Nguyên vàng á sao em chọn sẵn mà chị thấy không? Màu đen nè. Ôi đen đẹp quá. 1 ký kem 350. Chị nào lấy màu đen cái mình màu đen giùm em. 1-6. Màu đen 1-6. Đen. Màu gì nữa? Màu đỏ tươi. Đỏ tươi nha. Cho em có quần đi. Màu đỏ tươi. Ca cao 45 kg, số 1 cho chị Hương Quỳnh. Màu đỏ tươi giúp em nha, hai bộ em miễn ship nha các chị. Đỏ tươi à. Em có nghe ngoài phố đang kết hoa, bao nhiêu sắc hoa là bảy. Cho màu hồng cà với cái áo màu lam đi. Bông 3D số 2 đỏ tươi cho chị mẫu đơn. Đỏ tươi. Trời ơi, đẹp quá. Màu
giản ăn tiền ngay trong cái tay này thôi, ăn tiền. Chứ nếu bộ đồ này là mà tay ghen mà lên đá cái nữa bán chắc phải 150 mới được, lên đá cái nữa là mắc nữa, lên đá là phải thêm 20 ngàn, hai mấy ngàn cái bộ đá đó mấy chị. Đỏ tư em biết có cái màu này, chị Thiên Nga sẽ lấy nè, màu hồng cà này là mới, màu mới mà đẹp. 76 cái không, cái 76 chắc không vừa quá chị, em sợ ôm quá chị Hương Hồng Nguyễn ơi. Khoảng tầm 72-73 ký thì được. Màu này màu lam ạ. Màu hồng cà giùm em. Màu này là màu hồng cà nha các chị, chứ không phải tím hoa cà nha. Đây là màu hồng cà từ 45 đến 75 ký giúp em nha. Đây như màu bơ chưa mặt không? Không mình phải vậy chứ. Ví dụ như không có mùi hè rồi thì kệ đi nhà. Heo bò cũng được, mình xài ít lên chút được. Màu hồng cà màu này đẹp quá chị Thiên Nga ơi. Màu này lên sáng. Là màu bơ hồng cà chị chưa có, chị có hồng da thôi à, nãy giờ chị chưa chọn hồng cà. Dạ, một bộ là 125 ngàn, hai bộ 250 em miễn ship. Màu này là màu bơ.
Rồi mấy chị nào mua kem thì inbox em, bên mua kem thì nhắn luôn em chốt, rất là rẻ. Em nói thiệt luôn, trên cái Việt Nam này không ai chọn được kem nha, em nói thật luôn á. Tại vì thường thường kem chọn cái chị sức á, nó sẽ bị rít bớt rất là khó chịu. Còn kem bên em là em bao hàng cho các chị, không bớt, không rít và rất là thơm, mà đặc biệt là nó nhanh chóng khủng khiếp luôn. Em nói thật các chị luôn á, các chị sức 5-10 ngày đầu á, nó sẽ làm mềm da các chị và nó mịn da ra, rồi từ từ nó mới trắng nha. Còn các chị xuyên nữa thì các chị mặc áo khoác ủ. Hồng cà Hương Quỳnh, hồng cà số 1. Một hũ như vậy á, bữa hổm em bán là 300 ngàn nửa ký, hôm nay em sale còn 200 ngàn. Nè, chất kem nè mấy chị, nói chung là xài sướng lắm, xài rồi ghiền luôn á, không hỏng sức kem rồi mấy chị cảm thấy chịu không nổi luôn. Từ sáng giờ em có sức miếng nào đâu, kho vô là nó thấm liền luôn, không bị bớt ra da, không bị kem nó không có bị dính vô lông tay của các chị á, kem nó không có bị dính vô lông tay, nên các chị mặc đồ á, các chị mặc đồ đen, đồ mình đi đám, đồ đen đồ đỏ nó không bị dính vô đầm vô quấy mấy chị, mà nó thơm dữ lắm. Nè em xuất vô là nó thấm hết trơn nè, nó đâu có dính gì đâu, không có một miếng gì trên cái lông tay luôn á. Em rất là nhiều lông em rất là nhiều lông tay ừ. Thiệt luôn á, nếu mà xuất kem mà những cái loại kem trộn, mà thứ kem trộn hồi xưa đó, là trời ơi nó dính nó không thể tưởng luôn. Kem bên em mấy chị cứ xài đi, 1 ký 350, xài phải không, xuyên nữa nè mấy chị, mặc một cái lớp áo khoác mỏng ủ vô từ sáng tới chiều, mấy bà lột ra là mấy bà cảm thấy da tay của bà rất là mềm và mịn. Em nói thật với các chị luôn á nè, không có một cái gì gọi là bớt dính đó. Em bây giờ em ngồi em chắc tới chiều luôn, anh chắc hết hũ kem này nó cũng không, nó không bị bớt dính mà nó không có lộ một tí băng kem nào. Có nghĩa là các chị xuất kem không ai biết mấy chị xuất kem luôn á, mà cái mùi thơm nó cứ thoang thoảng ra vậy đó mấy chị. Cái hũ này là nửa ký thôi nha, còn hũ 1 ký ở sau em chọn rất là nhiều, em mỗi lần em mua nguyên liệu về là khoảng 20 mấy triệu á để em chọn em bán. Em xuất từ hồi xưa tới giờ nói chục năm thì không có, từ khi em biết cái công thức này là chắc khoảng 6 năm 7 năm rồi đó, mà em gấp, nói chung là em lười sức lắm, bữa nào xiên xiên lên hứng hứng lên em mới sức. Dạ miễn chị, bây giờ hiện tại bây giờ thì em đang giảm giá cho các chị dùng thử thôi ha, là 1 ký là 350, 1 ký bình thường em bán là 500, mà bây giờ em giảm với chị 1 ký còn 350 vẫn miễn phí ship, và nửa ký là 200 ngàn vẫn miễn phí ship cho các chị. Còn cái hũ nhỏ nữa thì 150. Ủa hũ nhỏ nữa thì 180 miễn phí ship luôn, 3 size. Mấy chị xài đi, bây giờ á, ví dụ như mấy chị mình không có thời gian mà để mình xức ke ban ngày thì mấy chị xức ban đêm thôi. Mấy chị xức ban đêm đi, nói chung là nó rất là thơm và nó thấm rất là làm mịn da. Em nói thiệt luôn, kem của em tự em làm, tự em chọn, em không có chọn bậy bạ thanh hiền, muôn thở hay là cái gì thanh thảo hay là cái gì con án con ơ cái gì tùm lum, em không có chọn mấy cái đó. Em chọn toàn là những thành phần vitamin với lại sữa dưỡng thể, mà sữa dưỡng thể cao cấp á, như chống nắng rồi nha mấy chị. Rồi đây nè, còn 3 thùng luôn á mấy chị, 3 thùng luôn mà em chưa có chọn được á, chưa ở không á. Với lại kích trắng á, cái đặc biệt trong cái kem của em là nó có một cái thành phần kích trắng, em lấy từ công ty một lần là 50 ký như vậy đó. Kích trắng của em nó rất là thơm và nó thơm mà nó thấm cực kỳ, nói chung là kem em phải có kích trắng đó nó mới ok được. Lúc đầu á là em mua kích trắng một hũ nhỏ như vậy nè, là công ty nó chiết ra là 25 ngàn một hũ. Sau này á, cái mấy đứa lính nó ghét cực quá đó, em kêu công ty á chở xuống cho em, mà nó vô một cái bịch 10 ký này nè mấy chị, mà vô lần 3 bịch vậy đó gửi xuống cho em á. Mấy chị thử, mấy chị không tin em về mấy chị xức một cái bàn tay thôi, mấy chị xức một cái tay này thôi, còn cái tay này mấy chị chừa đi, mấy chị đừng xức. Mấy chị chừng một tuần tới 10 ngày thì các chị sẽ cảm giác được là cái tay mấy chị đang sử dụng kem nó sẽ khác với cái tay chưa có xài kem, mấy chị biết liền.
Em nói thiệt với mấy chị, cái bàn chân của em nè, em chỉ cần sức 3 ngày liên tục thôi là bàn chân em nó sẽ khác biệt rõ ràng. Em nói thiệt luôn á, tới cái bàn chân là sao mình ủ được. Trời ơi, mình bằng công chuyện tối ngày mấy chị, mình đâu có ở không đâu mà mang vớ mang ơ mình ủ. Đó, áo dài tay thì em có thể em mặc được, chứ còn mang vớ thì thua. Tại rửa chén rửa ơ đồ xuống sàn nước đồ sao ấy. Mấy chị cứ xài đi, tin em đi. Xài da mấy bà không đẹp, mà quay lại mấy bà chữ em. Mà kem rất là rẻ, mấy chị mua ở đâu em không biết, họ chọn cái gì, nhưng mà mua của em cứ yên tâm. Nửa ký có 200 ngàn em miễn ship cho chị luôn. Là cái hàng này là em bán cho mấy chị giá dùng thử thôi, chứ thật sự là giá này là em lời một hũ kem chỉ có 20 ngàn thôi đó. Một hũ nửa ký này em bán với giá vậy em lời chỉ 20 ngàn thôi. Mấy chị thấy hồi đó giờ mấy chị mua đồ của em, mấy chị thấy có làm không? Có bao giờ em bán cho mấy chị mà cái gì mà mấy chị cảm thấy nhận hàng mà chết cha rồi, mình bị hố rồi? Có bao giờ không? Có giờ mấy chị nhận hàng cho em mà mấy chị nói chết cha rồi, mua con nhỏ này hố rồi, mua bên kia có 120, mua nó 140, chết rồi. Có bao giờ không? Đâu có. Lúc nào trời ơi, con My nó bán đẹp quá, nó bán rẻ quá, phái, dễ gì hố. Rồi ok, chị Trần Hồng Hồng cho chị Hồng nửa ký nè. Chị Thiên Nga một ký, nói chung á là sức rất là êm. Em nói thiệt với các chị, có cái nhiều mối sức của em á. Mai 2 năm rồi mà em bán 800 ngàn một ký á. Cái giá em bán á, 2 năm trước là 800 ngàn một ký đó mấy chị. Mà người ta vẫn mua tới ngày hôm nay luôn á. Mà người ta nói hả, sức ở đâu cũng không được đó, nhưng mà chỉ có sức cái kem của em là được thôi. Em nói thật luôn chứ không phải em nói để cho mấy chị mua hàng em đâu. Dạ có chứ chị, một hũ là 350 em miễn ship. Nói chung kem anh em là miễn ship hết, mấy chị không tốn tiền ship. Xài thử đi, hũ 1 ký mấy chế xài 1 năm luôn. Dịch Ngọc Dung em chốt nè, nửa ký có 200 mà. Nè hũ này là hũ nửa ký nha. Hũ nửa ký nè, mấy chị xài là, nếu mấy chị xuyên xài ban ngày ha, chứ xài ban đêm luôn thì khoảng tầm 4 đến 5 tháng. Còn nếu mấy chị xuất ban đêm không là có cái thiện gì xài 1 năm luôn á. Kem này nó rất là thơm và nó thấm cực kỳ luôn. Em nói thiệt, không có xạo với chị đâu, đừng lo. Nhận hàng về mà không giống như em nói, sức mà cảm thấy nó khó chịu, nó bết rất quá, cứ điện thoại em thu về. Em thu kem về em trả tiền cho mấy chị, yên tâm. Những cái chỗ khác em không biết họ bán sao, chứ em bán như vậy một củ kem em lời được 40 ngàn. Trừ ra tiền ship em là còn 20 ngàn thôi. Là em nói thiệt với các chị luôn đó. Chị Thu Lê lấy hũ nửa ký nè, hũ là hũ nửa ký nè. Bên em có nhiều mà hũ lắm. Có hũ màu đỏ, có hũ màu cam, mà có hũ màu trắng nữa nha. Tại vì hết hũ nào em mua hũ đó vậy đó. Có hũ cam, hũ trắng. Hũ vậy là nửa ký nè các chị, miễn ship có 200 ngàn à. Trời ơi, tích trắng em đã trộn cái đây hết rồi, nên em không có tặng thêm gì mấy chị nữa hết. Mất công là màu làm mè, ừ tặng thêm đi có chị rồi về, mất công mấy chị trộn. Em đã tích trắng em đã đẩy vô đây hết cho mấy chị luôn. Mua ở đây nè, một bọc 10 kg như vậy. Có nghĩa là nó ra lúc đầu á, công ty nó ra hũ 25.000 có bi lớn. Có 10 gram. Cạo cái điều muốn chết. Chọn một lần một cái thau 50 kg mà cạo. Cạo một lần là mấy trăm hũ như vậy, cạo muốn chết. Em điện lên công ty em kêu thôi bây giờ đừng có bỏ vô hũ nữa, đừng có giết ra hũ nữa. Em lấy lần 50-60 kg thì đó gửi cho em đi chứ nạo ơi, mấy đứa lính nó nạo tội nghiệp nó. Rồi ok, lấy chị hũ 1 ký, chị Thu Mi Nguyên hũ 1 ký nè. Bà xài 1 năm luôn nè. Hũ 1 ký nè, khiếp không? Chất kem bên em là chất kem màu trắng trắng nha, chứ không có phải chất kem màu vàng. Nè. Mà mấy chị để ý đi, kem mà nền màu trắng nó mới trắng. Sản phẩm hả? Nói chung là bên em nó thay đổi mẫu hũ tùm lum mà chế. Chỉ cần ai gọi điện thoại cho chị hỏi cái thằng shipper là shop nào gửi cho tôi, shipper sẽ nói là shop Mimi thì chị nhận giúp em nha. Tại vì khi mà em gửi hàng cho chị, nó trên hệ thống nó sẽ để là shop nào gửi cho chị. Tại vì bên em nó nhiều mẫu lắm nè, hũ màu cam có nè, rồi hũ màu trắng có nè, rồi hũ màu đỏ có nè. Đó, bên em nó ba màu hũ lận, có đợt có hũ màu đỏ nó hết, cái bắt buộc em phải lấy hũ màu trắng. Còn giờ hũ màu trắng nó hết thì em mới đổi xuống hũ màu cam. Bên em ba mẫu hũ lần. Có hũ em xiên thì có hũ em dán cái tay em ở trên là tên em nè.
Còn em có khi em không xuyên, em không dán luôn đó. Dạ 1 kg 350 em bao sức cho mấy chị. Mấy chị nhận hàng đi, còn hũ này 180 nè. Hũ này là 250g, bình thường em bán là 250. Hôm nay em bán các chị 180 miễn ship. Chất kem của em là dạng nó hơi sạch sạch một chút, quá rồi đầy dở ra nó muốn cào luôn trời. Nói chung là mấy chị yên tâm, em còn ở đây em bán lâu dài lắm, không lộ một tí phân kem nào hết. Em nói thật sự nè, da của em mấy chị thấy không, mèo hủ 1 kg em chốt cho chị Trang Lê. Hủ 1 kg mình còn, hủ 1 kg còn có 4 hủ à, có 5 hủ 350 một hủ miễn phí ship. Bình thường em bán một hủ là 500, chị nào mua hàng em hoài biết nửa ký kem của em là 300, mà nay bán còn có nửa ký kem còn 200 ngàn là hiểu rồi. Ví dụ như giờ mấy chị nè, nhà có hai mẹ con, mình về mua cho con gái mình sức, cho chị mình sức, em mình sức đó. 1 kg rất là rẻ. Hủ 1 kg em chốt chị Huệ Thương. Về test kem thoải mái cho em gái. Về test kem đi. Kem không thấm, không thơm giống như em quảng cáo. Điện em. Điện em liền. Nha, điện chửi em. Hũ này là 180 250g nha các chị yêu nha. Chất kem thì nó là sần sệt dạng như giống như sữa chua vậy đó, chứ nó không có đặc cợn nha mấy chị. Nếu mà kem mà pha đặc quá thì nó sẽ bị gứt và mà rất là khó chịu, tại vì em dân làm kem em biết. Không chị, trời ơi 3 năm không bị hư nữa, chị cứ để bình thường. Kem bị hư là mấy cái kem đó mấy chị bỏ đi đừng xài nha. Chị Nguyễn Hồng qua lấy 1 kg hay nửa ký hay chị? Rồi ok chị Nguyễn Hồng qua. Kem em không có bị hư đâu chị yên tâm. Tại vì mấy chị biết em trộn một lần nè. Nè. Em trộn một lần số lượng rất là nhiều luôn. Em để đó đó, trộn là bao nhiêu đây chắc khoảng 20 kg á. Nếu như mà hư là em đâu dám trộn sẵn đâu. Nếu như kem hư là ai đặt em mới làm. Còn cái này em trộn sẵn, em để kem này có 2 tháng rồi đó, 2 tháng 3 tháng vẫn xài bình thường không sao hết. Thơm một cái luôn, nó thơm khủng khiếp thơm luôn đó chị đẹp. Chị nào chốt kem đó thì báo em nha. Chị nào chốt kem đó thì báo em luôn. Em còn nhiều lắm, em chưa có không, em rộng. Rồi em xuống like nha các chị. Đơn này ngày mai em bên em mới chốt đơn được nha các chị đẹp. Cảm ơn các chị yêu nha. Bây giờ em bán lại rồi. Một ngày em sẽ cố gắng em dành một chút thời gian em bán cho mấy chị, nhớ ủng hộ em nha. Và chia sẻ nhiệt tình cho em. Mai mốt các chị mà được nâng lên fan cứng á, có nghĩa là được nâng lên là fan cứng á, thì em sẽ tặng cho chị mỗi người fan cứng sẽ được một phần quà nha các chị yêu. Chị nào mà chia sẻ nhiều lên là sẽ được fan cứng và em sẽ tặng quà. Rồi em cảm ơn chị Thiên Nga. Rồi em xuống like nha.